Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục về lập trình C nhé. Trong bài này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cách chúng ta xuất dữ liệu, cụ thể là xuất dữ liệu ra màn hình nhé. Thì xuất dữ liệu ra màn hình đó, chúng ta sẽ cần phải có một cái thư viện, đó là thư viện stdio.h. Thì đó là viết tắt của cái từ là Standard Input Output, là nhập và xuất chuẩn trong cái lập trình C. Các bạn để ý giúp mình nha. Stdio.h chứ không phải là studio.h nha. Chúng ta ở nhà thì thường hay rất là thấy nhiều cái chữ là studio, xong rồi chúng ta nhầm lẫn với cái thư viện đó thì nó không đúng, nó không chính xác, nó không có thư viện là studio.h, mà nó chỉ có thư viện là stdio.h. Đó là viết tắt của cái từ khóa là Standard Input Output trong cái lập trình C. Và trong cái thư viện này thì nó đã cho chúng ta sẵn một cái hàm, đó là hàm printf. Trong cái bài đầu tiên á, các bạn nhớ không ạ? Chúng ta đã sử dụng cái hàm này rồi, nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ hiểu nó hơn. Một cái hàm printf á thì nó sẽ có hai cái thành phần. Thành phần đầu tiên nó sẽ là format string, và thành phần thứ hai đó sẽ là dữ liệu các bạn đưa vào thông qua những cái biến. Được chưa ạ? Và các bạn ở trong cái format string, các bạn có thể để rất là nhiều thứ trong đó. Ví dụ các bạn có thể để phần trăm D nè, phần trăm C, phần trăm S, phần trăm F. Thì mỗi một cái dấu phần trăm này nè, nó có một cái ý nghĩa khác nhau. Ví dụ như chúng ta muốn xuất một cái con số nguyên ra thì chúng ta sẽ gõ là phần trăm D ở trong cái format string, phần trăm C để chúng ta xuất ra một ký tự, phần trăm S để xuất ra một cái chuỗi, và phần trăm F để chúng ta xuất ra một cái con số thực. Float cũng được, double cũng được, gì cũng được ha. Và đôi lúc số thực á thì các bạn cũng muốn xuất ra những cái con số phía sau dấu chấm á, ví dụ như là 3.14 nè, thì chúng ta cần bao nhiêu cái con số thì chúng ta sẽ đánh vào luôn. Các bạn để ý giúp mình cái ví dụ nha. Phần trăm chấm 2F thì mình sẽ xuất ra một số thực, trong đó cái phần dư á, phần phía sau có phần sau dấu chấm chỉ lấy hai chỉ số thôi. À, ngoài ra thì mình cũng muốn gửi luôn các bạn một cái thằng nữa rất là quan trọng, đó là cái dấu sẹt n này. Cái này á là để khi chúng ta muốn muốn xuống dòng thì chúng ta sẽ gõ cái chữ là sẹt n thì nó sẽ xuống dòng nhé. Rồi mình nhìn lại nha, cái hàm printf nó có hai cái phần. Phần thứ nhất là cái chuỗi format string, phần thứ hai là các biến. Ok không? Nói chung là chắc không ok đâu, vì nghe như thế này thì các bạn sẽ không thể nào hiểu được. Bây giờ mình và các bạn cùng nhau đi lập trình cái bài này nhé. Rồi, đầu tiên nha, trong cái bài này mình sẽ đính kèm một cái thư viện mà mình giới thiệu với các bạn rồi, đó là thư viện stdio.h, là viết tắt của từ là Standard Input và Output. Mình sẽ tạo ra một cái hàm là hàm main nè. Ok ha. Rồi. Sau đó mình sẽ thử xuất nha. Vấn đề xuất thì các bạn sẽ sử dụng hàm gì? Hàm printf. Mình sẽ đánh vào đây cái tiêu đề bài hôm nay là bài số 003. Ok. Xuất dữ liệu ra màn hình. Và bây giờ mình muốn sao cái câu này nè thì nó sẽ xuống dòng. Thì mình sẽ đánh vào đây là sẹt n. Các bạn thấy không ạ? Chấm phẩy nè. Ok. Bây giờ á, nếu mà xuất ra một cái chuỗi như thế thì nó đơn giản quá, nó không có gì hết. Mình cố tình mình có một cái biến là biến x đi. Biến x nó bằng 5. Bây giờ làm sao để mình xuất ra được cái biến x bằng 5 này thì mình cũng sẽ phải sử dụng câu lệnh printf. Và trong câu lệnh printf này mình sẽ chia ra hai phần. Cái phần đầu tiên được đặt trong ở dấu ngoặc kép, đó là cái format string, cái chuỗi định dạng của mình. Chuỗi định dạng này các bạn có thể đánh bất cứ thứ gì, nhưng khi nó phát hiện ra những cái dấu phần trăm thì nó sẽ đưa dữ liệu vào những cái dấu phần trăm đó. Ví dụ nha, mình sẽ đánh vào đây một cái câu là giá trị x là 2 chấm. Rồi sau đó mình sẽ đánh vào đây là phần trăm để xuất ra một con số nguyên, phần trăm gì các bạn nhớ không ạ? Phần trăm d, phần trăm d đúng rồi. Sau đó mình sẽ đưa dữ liệu vào. Dữ liệu của mình nằm ở đâu? Nằm trong miếng x. Các bạn thấy không? Kịp, rất đơn giản ha.
Rồi bây giờ mình sẽ chạy hai cái dòng này trước, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục làm những cái dòng khác. Skill nha, Combine and Run. Các bạn thấy không ạ? Đây cái kết quả của mình, bài 003 xuất dữ liệu ra màn hình, giá trị X là 5. Dễ ha. Ở đây bây giờ mình cố tình mình xóa cái dấu sẹt hana này đi nè. Các bạn sẽ thấy có vấn đề ngay. Mình chạy lại nha. Đây, bài 003 xuất dữ liệu ra màn hình, cái nó viết thẳng luôn, giá trị X là 5, nó không có xuống dòng. À, vậy thì nó sẽ khó để cho chúng ta nhìn hơn. Các bạn thêm sẹt N là tự động tới đó nó sẽ ngắt xuống. Bây giờ mình sẽ thử với một cái biến float X1 bằng 3.14 55555. À, ví dụ như thế nhé. Rồi. Mình sẽ xuất cái con giá trị X này ra màn hình. Thì mình sẽ làm như thế nào? Mình cũng sử dụng hàm là printf. Sau đó mình sẽ ghi là giá trị X1 là 2 chấm. Sau đó mình để đây là phần trăm. Phần trăm là phần trăm gì để xuất ra một con số thật nhỉ? Phần trăm F. Đúng rồi, phần trăm F. Sau đó chúng ta sẽ đánh vào đây là X. X1 là cái biến mà mình truyền vào nhé. Thôi mình xóa cho nó lên đi để cho các bạn dễ dàng. Rồi. Mình cũng lại chạy lại cái bài này. SQL nhé. Combine and run. Bị lỗi rồi. Mình phải đi đọc cái lỗi nhé. Cái lỗi của mình là thiếu một cái dấu chấm phẩy. Đây, thiếu một cái dấu chấm phẩy. SQL. Combine and run. Vẫn lỗi. À, xin lỗi. Mình gõ dấu chấm phẩy sai chỗ. SQL. Combine and run. Các bạn thấy không ạ? À, mình lại quên xuống dòng mất rồi. Giá trị X là 5. Sao nó viết luôn giá trị X1 là 3.14155556 gì đó. Hả? Đấy. Giá trị X1 là 3.141556. Nhưng mà các bạn thấy á, cái số mà 3.141556 nó dài quá. Bây giờ mình muốn xuất ra hai con số thôi. Thì mình cũng lại sử dụng cái hàm là printf. Hả? Và mình cũng sẽ chép lại nguyên cái dòng này. Nhưng ở đây mình sẽ thêm một chút xíu. Các bạn nhìn chỗ con trỏ chuột mình nhé. Mình sẽ đánh vào đây là chấm nè. Dấu chấm. Và đây là số 2. Cũng như dòng ở trên thôi. Nhưng nó khác đây là phần trăm chấm 2f. Và đây là biến x1. Mình sẽ sql combine and run lại. Đấy. Các bạn thấy kết quả không ạ? À? Cái dòng này giá trị x1 là 3.141556. Nó rất là dài. Còn cái dòng bên dưới là giá trị x1 là 3.14. Nếu như con số sau con số 4 á, mà nó lớn hơn, lớn hơn hoặc bằng 5 thì nó sẽ làm tròn lên. Còn ngược lại thì nó sẽ bỏ đi, nó chỉ lấy phần 3.14 thôi. À, các bạn để giúp mình nhé. Rồi vậy nãy giờ mình đã xuất ra được những kiểu liệu gì ạ? Đây, đây là một cái chuỗi mình có thể xuất ra được nhé. Đây là một cái giá trị x mình cũng xuất ra được. À, là một cái con số nguyên. Và ở đây là một con số thật thì mình cũng đã xuất ra được thành công rồi. Giả sử như bây giờ á, mình làm một cái bài mà trong cái bài đó nó có nhiều cái giá trị mình cũng muốn xuất ra trên một dòng á, thì mình sẽ phải làm sao? Ví dụ như mình có một cái biến là x2 bằng 5.6 float x3 bằng 2.7. Mình muốn xuất hai con số này ra trên một dòng luôn. À, x2, x3 này ra trên một dòng. Thì mình sẽ làm như sau các bạn nha. Đây, các bạn để ý giúp mình ha. Mình sẽ gõ chữ là x2 bằng. X2 bằng này thì nó chỉ là test thôi nha. Bây giờ mình sẽ gõ vào đây là phần trăm chấm 2F. Sau đó mình phải cái x3 bằng. Tiếp tục là phần trăm nè. Chấm 2F. Rồi mình sẽ truyền vào đây các biến và biến x2, x3 đúng không ạ? Nhưng giữa các biến này các bạn lưu ý giúp mình là nó phải có cái dấu phẩy nha. X2 nè, x3 và cuối thì mình phải có dấu chấm phẩy. Mình giải thích lại cái dòng này nha. Đây là một câu lệnh để in ra màn hình. Nó sẽ in ra cái chữ là x2 bằng. Và sau đó nó sẽ thay cái giá trị của cái biến x2 từ bên đây nhảy vào vị trí này. Và ở đây là mình sẽ lấy hai con số phía sau dấu chấm. Tương tự vậy nó sẽ xuất ra cái chữ là nó sẽ xuất ra cái dấu phẩy rồi x3 bằng. Sau đó nó sẽ lấy cái giá trị x3 nó bỏ vào đây.
Các bạn muốn cho nó xuống dòng thì mình sẽ xẹt n ở đây. Mình xẹt n ở đây để cho nó xuống dòng này cho các bạn dễ dòm nhé. Rồi, chạy lại thử nè. Compile and run. Các bạn thấy không ạ? Đây, x2 bằng 5,60, x3 bằng 2,70. Vì sao nó là có thêm số 0 phía sau? Là vì hồi nãy mình chấm 2f đó các bạn, nên nó có thêm số 0 phía sau nha. Bây giờ mình sẽ thử xuất ra một cái ký tự. Một cái ký tự. Ký tự là gì các bạn nhỉ? Là char c bằng a. Bây giờ mình sẽ print f. Này các bạn để ý nha. Ở đây nó sẽ là phần trăm c và đây là biến c. Mình sẽ chạy thử các bạn xem nha. Xin lỗi, mình lại quên xuống dòng. Xẹt n. Đấy, đây là ký tự A. Các bạn lưu ý giúp mình nha. Nếu các bạn điền một ký tự mà các bạn để đây là phần trăm D thì nó sẽ ra giá trị của ký tự đó. Ví dụ như là bây giờ mình muốn nè, cái chữ A này nè, thì nó có giá trị là bao nhiêu, thì mình sẽ compile and run lại. Các bạn thấy không ạ? A nó có giá trị là 65 nha. Đấy chưa? Nhưng các bạn sửa lại là phần trăm C, nghĩa là chúng ta cần lấy cái ký tự chứ không cần lấy cái giá trị của ký tự A đó, thì nó sẽ ra kết quả là chữ chữ A. Được không ạ? Dễ không? Không khó ha. Các bạn để ý lại giúp mình chút nè. Nếu muốn xuất dữ liệu ra màn hình, các bạn phải có một cái thư viện, đó là thư viện Standard Input Output, viết tắt là STDIO, và nó có cái chấm h phía sau này. Muốn sử dụng câu lệnh để xuất ra màn hình đó, thì chúng ta sử dụng câu lệnh là printf. Và trong cái câu lệnh printf thì nó sẽ có cái format string và argument list. Và đôi lúc là nó không có cái này luôn. Đây. Như cái dòng này thì mình xuất ra một cái đoạn văn bản và nó không có cái biến nào hết nên mình không có truyền biến vào. Tiếp theo là các bạn để ý giúp mình là có cái phần trăm D nè. Phần trăm D là để chúng ta xuất ra giá trị một cái con số nguyên. Nếu như các bạn có cái biến là int nè, short, long thì chúng ta phải sử dụng cái phần trăm D này. Còn nếu như các bạn sử dụng những cái biến có giá trị là nó có cái kiểu liệu là float, double hay là long double thì chúng ta phải sử dụng phần trăm F. Và các bạn muốn lấy bao nhiêu ký tự phía sau có dấu chấm động của cái số thực á, thì các bạn sẽ đánh cái số lượng nó vào đây. Các bạn đánh dấu chấm và đánh cái con số mà các bạn mong muốn vào đây. Trong bài này mình mong muốn nó là 2 nhé. Và nếu như các bạn muốn gõ và xuất ra nhiều cái giá trị cùng một dòng thì không sao hết, các bạn cứ truyền thoải mái. Truyền thoải mái như thế này. Các bạn có thể viết lẫn những cái cú pháp là phần trăm này với những cái nội dung khác ở đây. Sau đó thì chúng ta sẽ truyền danh sách các cái biến vào đây. Và những cái biến này thì nó phải được cách nhau và dấu phẩy. Còn riêng với ký tự á, là char đó, thì các bạn nhớ giúp mình đó là phần trăm C nha các bạn nha. Còn một cái nữa đó là các bạn sẽ có là phần trăm S. Phần trăm S để chúng ta bring ra một cái chuỗi ấy. Đây, phần trăm S nha. Thì cái chuỗi á, thì cái bài này mình chưa có học tới, nên là các bạn sẽ chưa biết xuất ra cái chuỗi nó như thế nào. Nhưng trong cái bài tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu với các bạn. Các bạn nhớ là lưu ý giúp mình là những cái dấu phần trăm này nè. Đó là những cái chỗ mà chúng ta đánh dấu để C nó biết là nó sẽ xuất cái gì ra, là cái con số, cái kiểu liệu nào. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi video clip của mình. Các bạn chịu khó gõ lại cái bài này nhé. Mình cũng để cái code của cái bài này ở phía bên dưới phần mô tả. Các bạn có thể copy lại, các bạn có thể tham khảo thoải mái. Nếu các bạn làm mà có lỗi gì thì các bạn hãy comment để cho mình hay, mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm. Hoặc các bạn có góp ý gì thì các bạn cũng chia sẻ bên dưới nhé. Các bạn nhớ cho mình một like và cho mình một đăng ký nhé, để mình có thể phát triển kênh của mình thêm nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào.